cũng tình cờ tìm hiểu qua một người bạn và thấy chương trình này rất là bổ ích dành cho chị em. Sau khi bé qua một lớp học vừa nhà thì thấy bé có ý thức và nhận thức nhiều hơn. Sau một buổi học thì bé qua nhà thì bé rất là vui và bé kể lại những hoạt động bơi lậu, và đặc biệt bé rất thích là những trường hợp đi ra biển và lượm rác làm sạch vệ sinh môi trường. Theo mình thì cảm nhận cái chương trình này rất là bổ ích và rất là đầy thú vị để rèn luyện cái khả năng cho con được nhận thức. Nếu những có những chương trình tiếp theo như vậy, bạn có cho con được tham gia hay không? Nếu mà có chương trình tiếp theo thì mình sẽ khẳng định là mình sẽ chắc chắn là cho con mình đi theo, tại chương trình rất là bổ ích để cho con mình sau này nó phát triển và nó nhận thức được. Theo mình thì muốn chương trình nó phát triển phải có một câu lạc bộ dạy bơi và phải có sự giúp đỡ của các vận động viên ở mũi né sẽ chỉ dẫn cho các cháu sẽ bài bản hơn. Okay.